Bắt đầu từ tháng 6, bằng lái xe mới được in mã 2 chiều QR vào mặt sau để đọc giải mã nhanh thông tin trên bằng lái xe khi quét mã bằng điện thoại thông minh. Việc sử dụng mã QR sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý và lực lượng tuần tra kiểm soát trong việc phát hiện các bằng lái không hợp lệ và liên kết nhanh với cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe của Tổng cục Đường bộ. Đây là đơn vị cải cách hành chính tại tỉnh Bắc Ninh. Mới đầu giờ sáng, những hàng ghế ngồi đợi làm thủ tục đổi cấp mới giấy phép lái xe gần như không còn chỗ trống. Cầm giấy phép lái xe mới, nhiều người nhanh chóng sử dụng ngay điện thoại thông minh để xác minh thông tin của mình. Và chỉ chưa đầy một phút, tất cả thông tin đã hiện lên. Nó tích hợp ở đây nhiều cái mới, nhất là cái mã QR này. Thứ hai là tem nữa, nó cũng mới, nhìn nó cũng nói chung là đẹp hơn. Mình thấy yên tâm về cái độ chính xác. Và nói chung là kết quả kiểm tra như này, thông tin thì nhanh. Thì mình yên tâm là không phải lo là bằng giả, bằng giấy gì nữa. Mỗi một công dân đến lấy kết quả giấy phép lái xe thì bên bộ phận bọn mình cũng hướng dẫn là các bác ấy check lại cái thông tin đấy bằng điện thoại thông minh của mình. Thế là bây giờ check rất là nhanh, mọi người rất là phấn khởi. Ảnh của người lái xe cũng được in trực tiếp trên giấy phép, có lớp màng phủ bảo an trên hai mặt. Phôi giấy phép lái xe được làm bằng vật liệu PET, có hoa văn màu vàng rơm và các ký hiệu bảo mật. Việc in cái mã QR trên cái giấy phép lái xe nó tạo điều kiện cho các cái cơ quan quản lý nhà nước cũng như cái lực lượng tuần tra kiểm soát phát hiện những cái giấy phép lái xe không hợp lệ và phục vụ cho cái tra cứu nhanh cái cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Thông tin trên giấy phép lái xe mới sẽ được lưu trong cơ sở dữ liệu. Người lái xe, cơ quan chức năng, các đơn vị sử dụng lái xe có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu này thông qua trang web. Mã QR là cái thứ nhất là nó tăng cái tính bảo mật của cái giấy phép lái xe. Cái thứ hai là khi mà quét cái mã QR thì các cái thông tin về cái giấy phép lái xe thì được thể hiện ngay ở trên cái thiết bị, ví dụ như là điện thoại thông minh. Cũng theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nếu người dân có nhu cầu cấp đổi bằng lái có mã QR để thay cho bằng lái đang còn thời hạn sử dụng vẫn được đáp ứng. Chi phí cấp bằng có mã QR bằng chi phí cấp mới, cấp đổi như hiện nay. Sau này, cơ quan chức năng sẽ xây dựng phần mềm để thông qua quét mã QR, sẽ kiểm tra được thông tin nhiều hơn như tài xế học lái xe ở đâu, từng vi phạm bao nhiêu lỗi.